Còn về phía đội tuyển U22 Timor-Leste thì đội hình của họ đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành Jorginho Da Silva mang áo số 1. Thì đây sẽ là một thử thách rất lớn và hiệp 1 sẽ đã chính thức được bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ U22 Myanmar sẽ ở bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị với bộ trang phục toàn trắng. Đây sẽ là tình huống lên bóng đầu tiên. Quả chọc khe. Rồi vẫn còn dành cho các cầu thủ U22 Myanmar. Cú dứt điểm ngay. Và ra trận đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về số 20. Và thoát đi tốt. Rồi không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ U22 Myanmar. Và lại là thời cơ dành cho Tết Aung. Không có lỗi việt vị. Tình huống chạm một đầu tiên của Tết Aung là vừa đủ để mở ra một thời cơ. Nhưng sau đó lại là sự có mặt đến từ Olaga Fernando Xavier. Là một thử thách về mặt sức lực dành cho các đội bóng bởi lúc này thời tiết bảng B sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Đây là pha thoát xuống của các thủ Myanmar. Cơ hội sau đường truyền của người đồng đội mang áo số 9 đó là Okanain. Vậy là sẽ có một quả đá phạt gián tiếp dành cho cao thủ U22 Myanmar. Vậy có lẽ là chính xác hơn. Đó là một tình huống mà trọng tài đã thổi đổi câu giờ chăng. Cú đá ngay, bóng chạm một cột dọc. Hàng phòng ngự của U22 Timor-Leste đã hoàn toàn đứng sững lại mà không có một sự chuẩn bị nào cả. Hết cột dọc ở tình huống này của Tết Aung. Sau đó là pha bóng dứt điểm đi vót sang ngang của Jin Hyun. Khá thiếu chủ động trong cách nhận bóng. Đội cơ tấn công sẽ đến với U22 Myanmar. Tốc độ tốt. Vẫn là số 20. Đường truyền ngang. Cơ hội. Đối mặt. Dưới điểm. Không vào. Các cầu thủ áo trắng đã chơi rất năng động. Tuy nhiên mọi thứ lại được dàn xếp kỹ càng. Quá mức. Cú đá cuối cùng đến từ Kiao Jin Hin đã đưa bóng đi vọt xa và đặt lòng. Cho chúng ta cảm giác là họ ở gần bàn thắng hơn. Ở Tết Aung đường truyền hợp lý. Quả chuyền và đó là pha xử lý bằng góc nhưng không thành công. Ở Tết Aung quyết định đột phá. Này đá ngay. Cú đá của Okanain đã đưa bóng đi vọt xa. Bóng chưa phải là những pha dứt điểm đủ chất lượng đến từ U22 Myanmar. Và xử lý không tốt. Đây là cơ hội dành cho U22 Timor-Leste. Đưa bóng sệt. Tuyệt ngay. Qua người tốt. Vẫn đang là cao thủ U22 Timor-Leste. Những tình huống dứt điểm liên tục. Cuối cùng thì sóng gió cũng đã qua đi dành cho U22 Myanmar. Jin Hyun. Đường bóng hợp lý. Okanain. Cơ hội. Hợp thế đâu. Không thể dứt điểm vượt qua được thủ thành Da Silva. Morientes. Quả trèo bóng rất khó chịu. Quả trèo bóng với ý đồ đưa bóng đến gần với khu vực hành lang lưỡng lự của đối thủ. Nếu như nhanh hơn một chút thì trung vệ máu số 4 Korea đã có thể tạo ra được sự khác biệt. Morientes pha đẩy bóng hợp lý. Đây là Luis Figo. Figo đưa bóng vào.
thân thể của và đập nhã rất tốt ở trung lộ, và sau đó là một quả thả bóng vào nách đối phương. Đường chuyền rất hợp lý. Terraung số 10 vẫn giữ được bóng. Kuda bóng đã đi chết cục dọc. Okada đã thực hiện một cú sút bằng mu bàn chân, bóng xoáy ra ngoài và đi ra khỏi khung thành của U22 Timor Leste. Và Terraung rất tốt. Okada hợp lý, rất trống trải để đối mặt nhưng lại dứt điểm đi ra ngoài. Không biết là cơ hội phải rõ rệt đến như thế nào nữa thì các cầu thủ Myanmar mới chịu ghi bàn đây. Người đã bỏ lỡ lần này là Swan Hertet. Đánh đâu? Coi vào! Cuối cùng thì điều mà người hâm mộ của Myanmar mong chờ cũng đã đến. Đã chớp được thời cơ. Pha băng cắt đến từ sự thay đổi mang áo số 15 Leo Khan. Và khi khung thành đã bỏ trống thì bàn thắng phải đến thôi. Lần này thì các cầu thủ Myanmar đã làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Của sân vận động Olympic đang dần được lấp đầy. Cơ hội sẽ đến với các cầu thủ U22 Timor Leste, và đó là đá ngay của Morientes dành cho các học trò của huấn luyện viên Park Sun-che. Pha đảo chân sẽ ra sân vào lúc 19 giờ trong trận đấu thứ hai tại SEA Games năm nay với U22 Philippines. Luzinho đường chuyền hợp lý, Luis Figo bật ngã tốt. Figo những tình huống chạm bóng của số 11 là chưa đặt đồng đội vào vị trí thật sự thuận lợi. Cơ hội dành cho cao thủ Timor Leste, qua người khéo léo dứt điểm. Thời cơ vẫn còn. Mujinho đưa bóng vào. Rất vất vả dành cho hàng phòng ngự U22 Myanmar. Liên tục là những tình huống xuống biên, xuống sát đáy và căng ngang vào đến từ cầu thủ áo đỏ. Đối đầu giữa Philippines và đội chủ nhà Campuchia, đường chuyền ngang không được rồi. Cơ hội sẽ vẫn còn với ông Thiệt Thạc Thi Hà. Tạt bóng tốt, đánh đầu, đó là đường chuyền và cơ hội để đối mặt không được. Không thể chiến thắng được thủ thành Da Silva. Đó, bóng rất thoáng. Mujinho, đây là cơ hội dành cho Timor Leste. Đánh đầu của Phil Thu. Chỉ hơn cần hai nhân sự thôi. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu U22 Myanmar và U22 Timor Leste.